Hello quý vị, ở tấm 227 Kinh nói là hiền thánh nó khác biệt với chúng ta, họ có thể phân biệt pháp vô vi. Tôi nói về cái trí huệ tu Phật pháp có một mục tiêu tối thượng. Chúng ta tu hành như Phật giáo mình để khai mở cái trí huệ tối cao nhất chúng ta có thể có. Chúng ta đã sẵn có cái trí huệ cái Phật của Phật rồi, nhưng đều không biết sao nhỉ? Vì cái chướng ngại, vì cái cản trở là chúng ta không thể nào biết sử dụng cái trí huệ của Phật. Trí huệ Phật là gì? Trí huệ Phật là cái giác ngộ. Khi mà quý vị giác ngộ thì quý vị ngay lúc đó quý vị có cái khả năng để mà sử dụng được cái trí huệ của chúng ta. Quý vị có thể như phần chơi, quý vị có thể dùng cái application program đó. Cái cảnh giới của cái giác ngộ là cái gì? Nói về cái giác ngộ thì cũng trích dẫn khi kinh Lục Tổ, kinh lục tổ phát đàn, một trong những kinh điểm quan trọng trong cái thiền tông luôn. Trong cái kinh đó ngài Lục Tổ giảng về nhiều về cái phần đủ ngộ. Trong phần đó thì Đức Phật thì Lục Tổ giảng về cái bồ đề, cái trí bồ đề hoặc là cái giác ngộ. Phần đầu của kinh Lục Tổ thì ngài Lục Tổ lúc đó còn mê muội, thành tới gặp ngài Ngũ Tổ để mà cầu pháp, tâm sư cầu pháp. Thì ngài Lục Tổ cho phép Lục Tổ ở lại. Ngài về năng trở lại. Ngài Ngũ Tổ mới sai ngài Lục Tổ nó còn là người tại gia vào cái chỗ làm việc để mà giả hạn thải giả nhã gặp. Ngài Lục Tổ làm việc cả ngày luôn. Đó là phải giả cái gạo ra để cho cái gạo nó thành gạo được. Rồi đó ngài Ngũ Tổ có một cái vị giáo thọ sư đệ tử gọi là được làm chức giáo thọ sư, có nghĩa là một cái người này đã học theo học ngài Ngũ Tổ từ lâu rồi. Ngài đó tên là thần tú. Ngài Ngũ Tổ là gọi giáo thọ sư, là ngài thần tú là một cái vị có trí huệ được làm giáo thọ sư, a sa lê giáo thọ, để cho mấy cái trong cái pháp chúng pháp hội của ngài Ngũ Tổ. Một ngày kia ngài Ngũ Tổ mới ra bài cho tất cả đệ tử. Bây giờ thì lúc mà thầy thảo cái việc để cho thầy biết quý vị đã học hỏi được cái gì với thầy trong bao nhiêu năm qua, ngài Ngũ Tổ mới ra lệnh, mới nói là tụi bay biên một cái gì, soạn cái gì đi để mà cho thầy thấy, để tụi bay hiểu được cái gì học được pháp của thầy. Tất cả mọi người đều không ai dám biên gì hết, ai cũng đợi, ai cũng nói với nhau rằng là ngài thần tú đó thì một cái vị giỏi nhất, có trí huệ nhất, thành làm so sánh với ngài được, thành cái đồng lớp cách làm so sánh với ngài được. Thầy ngài thần tú biên một cái bài thơ nói rằng làm sao chẳng nghĩ làm sao để mà thành để mà giác đắc giác ngộ. Tâm như minh kính đạo, đời thời phải đi chùi cho nó sạch, vô sự nhược trần ái. Cái bài thơ này nghĩa là sao? Thân thị bồ đề thọ nghĩa là sao? Thân thể chúng ta có này là không khác gì cái cây bồ đề. Một cái bồ đề nó có thể sinh trưởng từ cái cây này. Ý nghĩa là quý vị muốn giác ngộ thì có thể dùng cái thân này để đắc được cái giác. Tấm này là giống như một cái gương sáng chói. Tâm này, khi mà nói chỉ tâm này thì ngài thần tú đang đề vào cái tâm nào? Chính là ngài thần tú nói cái tâm vương là cái óc suy nghĩ của chúng ta, cái óc tính toán của chúng ta,
tấm mà quý vị đang đang ý lại vào đang 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 dùng mỗi ngày mỗi giây phút đó, giống như một cái gương sáng chói, phần rất quan trọng. Vì lúc thầy sẽ còn cái bài giảng ngày hôm nay, chiều nay kinh kiến căn này, đến phần này thầy mới quyết định là phải cần giảng, sáng nay quyết định giảng sửa soạn, chiều nay là cách giảng về cái từ đường nội từ đường ra. Đây là cái bí mật về cái chuyện tu hành. Ok, thời cần phải phủ bụi nó, đừng có để bụi nào nó dặn. Đại khái ý nghĩa là chính cái này là cái tâm mình là giống như một cái gương này sáng, thành mình phải cần mình đừng phủ bụi nó, không cho bụi làm dơ bẩn. Cái tu hành là giống như phủ bụi để cho bụi không được làm dơ tính. Cái giác ngộ, cái trí huệ của Phật không khác gì một cái gương mà nó có thể phản ảnh lại cái sự thật. Cái cảnh giới của giác ngộ là như vậy, là quý vị có thể phản ảnh lại được cái sự thật. Cái trạng thái của vô minh là sao? Cái giác ngộ là cái khả năng có thể phản ảnh lại được cái sự thật. Cái lý do quý vị không giác ngộ, quý vị bị mơ hồ, bị mê hồ là tại vì quý vị không thể nào, những cái gương không thể nào phản ảnh được sự thật. Cái cảnh giới của bị mê muội, quý vị không thể nào. Quý vị biết không? Cái trạng thái của cái mê muội giống như cái gương mà nó bị dơ vậy, nó không thể nào phản ảnh được cái sự thật. Cái gương mà nó sạch, nó được phản ảnh lại có nghĩa là sao? Cảnh giới của giác ngộ là không khác gì những cái gương nó có thể thấy được cái sự thật và có thể diễn tả, mô tả được hoàn toàn. Cảnh giới mê muội là cái cảnh giới mà quý vị không thể nào phản ảnh được sự thật. Có nghĩa là cái cảnh giới mê muội quý vị có thể thấy được cái sự thật, đối tượng, đối diện cái sự thật, nhưng đều không thể nào phản ảnh được cái sự thật, mô tả được sự thật. Này nó có liên quan đến cái bài giảng sáng này, là cái mà nói dối, cái mà từ từ này. Sáng quý vị nghe cái bài đó, nghe cái bài Phật đàm hay là giảng Phật sáng này. Nói cách khác, như sáng giảng như vậy, nếu chúng ta tạo cái tập khí, cái tập khí để mình chuyên môn méo mó cái sự thật thì chúng ta sẽ không bao giờ giác ngộ. Cái phản ảnh là cái gì? Câu hỏi rất là hay. Cái phản ảnh là cái gì? Tư tưởng. Nó là cái tư tưởng trừu tượng, cái tưởng tượng và tư tưởng giả. Sao mình phản ảnh được bây giờ? Ngài đang nói là tùy cái lúc mình cái cách mình cảm cái cách mình cảm thọ ha. Lúc thầy đã nói như vậy, lúc mình vui thì cái phản ảnh mình nó tốt, mình xấu phản ảnh mình nó xấu. Này không chơi với tôi. Cảm thọ, cảm giác nó không thể nào là phản ảnh được, là cái phản cái cảm giác nó thay đổi, hay cái phản ảnh nó sẽ thay đổi phản ảnh, thì nó không thể nào chết chính xác được. Okay. Cái tư tưởng nó cũng vậy, nó có tốt tư tưởng xấu, không thể nào ý là cái tư tưởng được. Nếu cái phản ảnh nó muốn chính xác, không có cảm thọ, không có cảm giác, cũng không có tư tưởng cái phản ảnh, cái tư tưởng là một cái thảm bùi trên cái gương. Thành ra cái sự thật đó, là không thể nào thêm gia vị được, không có nào thêm bớt được, mà nó chỉ phản ảnh thôi. Có bao nhiêu nó trả lại bao nhiêu. Quý vị muốn phản ảnh sự thật thì quý vị phải hoàn toàn có bụi. Thảm bùi chỉ là một cái tư tưởng. Ngài Thần Tú dạy rất là hay. Ngài Thần Tú dạy rất là tuyệt vời. Ngài nói là quý vị muốn giác ngộ thì phải làm cái gì? Thấy hạt bụi, chùi hạt bụi. Thế lời dạy hay dễ sợ. Cái phần này thì cũng dạy không rõ trong cái kinh Lục Tổ. Ngài Thần Tú dạy rất là hay. Ngài Thần Tú dạy cái phương pháp để mình giác ngộ.
giác ngộ rất dễ dàng. Thấy một tư tưởng, chặt tư tưởng. Và hỏi rất là hay, câu hỏi rất là hay. Hỏi là, thì làm sao người mình tư tưởng? Thì hỏi ngược lại, bộ cô nghĩ cái gì tôi cũng biết hết hả? Thầy biết hết là thầy đã bán rồi, đã ra làm thương mại, làm giàu rồi. Thì cái giáo lý rất giản dị, rất là tuyệt vời. Cách làm rất dễ, thấy một tư tưởng, gạt bỏ tư tưởng đi. Cái vấn đề lớn chính thì mình thấy một cái tư tưởng xong chặt lắm bây giờ. Nếu như mình lấy một tư tưởng thì mình gạt tư tưởng khác thì làm sao mà nó thấy tư tưởng như vậy. Ngài Thần Tú chỉ dạy quý vị mình thấy cái tư tưởng, chặt cái tư tưởng. Cái này là cái thiền tông, pháp phương pháp thiền tông. Rất nhiều cái phương tiện để mà chặt cái tư tưởng. Thành ra cái ông trò là dùng một cái tư tưởng để gạt những tư tưởng khác, giống như cái gì lúc mà chùi cái gương này, chùi cái gương mà cần cái nhẹ, cần cái chổi, thì cần cái chổi để mà quẹt hết tất cả những cái bụi, thì cái chổi đó chỉ là một cái tư tưởng thôi, dùng một cái tư tưởng. Thành ra cái khác biệt ở chỗ là cái người phàm phu á, người ta nói cái tư tưởng ở ngay cái đầy cái đầu đầy tư tưởng là chuyện thông thường, mình chấp nhận cái đó là cái cuộc sống con người như vậy. Nhưng mà loại vị như vậy thì cái người mà hiểu đạo, người có trí huệ, nó cái đó mình cần chấp nhận. Nhưng cái đồng nói là cái người gì ghét, cái mặt gì ghét dễ sợ không? Cái người ta dễ ghét là chuyện người ta, còn mình sanh tư tưởng nghĩ là người ta dễ ghét là cái chuyện của mình. Sanh một cái tư tưởng là chuyện của mình. Thành cái tu hành này là những phương tiện để giúp quý vị bớt tạo cái tư tưởng. Thành tu biết mình tiến bộ bằng cách là hằng ngày mình phải bớt suy nghĩ. Ví dụ tôi có một cái người cái chùa này cũng như cũng gần 3 năm rồi. Có người học trò tới đây, lúc mà tới gặp tới đây gần 3 năm rồi, lúc mà tới cái chùa này đã được sơ thiền, bắt đầu nghe pháp thích, đến nghe pháp thích thiền, không thích thiền nhiều, không thích niệm phật, thích nghe giảng kinh. Các bạn giảng kinh nghe có cái chuyện không? Cả năm trời thầy bỏ nhỏ đuôi bỏ nhỏ tới hết người này người khác cho cái người này nghe, nói nào người bớt suy nghĩ, bây giờ nghe là nghe rồi nhưng không có tiền. Tôi là người suy nghĩ, tôi là người có lý trí, làm sao không suy nghĩ được? Mình dùng cái lý trí mình để sinh nhai để mà sinh sống sinh tồn, làm sao dùng lý trí được? Cái đó chứng minh cho quý vị thấy cái sự hiểu lầm thông thường của người phàm phu nghĩ rằng là mình cần sự cần chịu sự cái đó cái trạng thái vô cùng. Nếu không nên thì làm gì bây giờ? Sao mình làm bây giờ? Làm mình suy nghĩ bây giờ? Cái gì có thể suy nghĩ được không? Ngừng suy nghĩ được không? Cái gì không thể làm? Nếu cái gì không ngừng suy nghĩ thì làm gì bây giờ? Cái gì phải kiên nhẫn, phải thực tiễn. Muốn bớt suy nghĩ thì phải ít suy nghĩ, có nghĩa là nghĩ trong một cái tư tưởng nhiều hơn, dùng được nghĩ về một tư tưởng, có một tư tưởng. Cái niệm phật hỏi là như vậy, phải gọi là cái người tham câu tham cả đầu là ai là người niệm phật? Vì cái pháp môn là dùng một cái tư tưởng để gạt những tư tưởng khác. Cái gì bớt suy nghĩ bằng cách ít suy nghĩ, để suy nghĩ như niệm phật, chỉ suy nghĩ một chuyện. Ngồi đó chân lên đầu mình làm gì nhúc nhích hoặc là duỗi cái chân này, thành ra cái này cái bí mật về cái bớt suy nghĩ là phải làm chứ không thể nào nói, cũng cần phải làm cái bớt suy nghĩ, nói cách khác cũng phải làm cái gì đó, không có hành động gì đó, cái bớt suy nghĩ. Các mắt chỉ gặp thành ra cái câu hỏi đầu để cho mình ngồi lâu nó như vậy nó tạo rất nhiều thứ sức mạnh của nó tạo rất nhiều thứ. Nó như khi cái cách dạy của thầy là ngồi nó phát cái gì nghe nói thì kể chuyện cho trời đi đất nói nó bảo nó chia sẻ rồi để cái gì ngồi thì sức mạnh quên cái đau quên cái khó chịu, thì như vậy nó tạo rất nhiều thứ cực kỳ mỗi lần cái gì ngồi sức mạnh cái gì này, ông tin là tư thật thì chưa,
Cho nên tôi nói là một cái giây phút ngồi đó mà không có cái, không có cái tư tưởng là cái gì tạo thứ khó còn hơn là cũng dường cái đạo tràng cái hành thành sao sổi bằng dường đạo tràng là mình thất bỏ thứ khó nó tạo nhiều. Anh thắc mắc gì đó, cái việc ngồi mà có thể nhìn cái tư tưởng trong một cái chút lát thôi nó tạo thứ khó nhiều không thể được. Vậy trở về lại cái vấn đề hiện tại, làm sao ngừng tư tưởng bây giờ, ngừng suy nghĩ bây giờ. Cái gì thăng bạc, cái gì phải dùng tư tưởng để nghe nén tư tưởng. Cái gì chú ý vào một cái tư tưởng để nghe nén tất cả những tư tưởng khác, không cho nó khởi lên. Cái gì làm lâu như vậy, đủ lâu như vậy thì cái gì sẽ có còn lại một cái tư tưởng thôi. Vì như vậy, những cái vị tới và cái cảnh giới chỉ còn một tư tưởng thôi thì cái vị có rất nhiều cái cơ hội để mà gặp sự lực cuối cùng. Nói cách khác, nếu như quý vị có thể huấn luyện cái tâm quý vị cho tới cái trình độ mà có thể chú tâm vào một cái tư tưởng thôi thì lúc đó quý vị có thể ngừng suy nghĩ. Không có cái phương pháp nào khác kiên định. Nói thì dễ mà làm khó. Vì cái câu thứ ba nó quan trọng với bài thơ đó. Cần phải quét nó, các bụi nó. Cái đó là mình phải gạt ra ngoài, mình phải phủ bụi ngoài. Sao nói khác thì mình thấy công nhận ý thức được rằng là cái tư tưởng là nó không tốt và mình phải gạt. Đồng ý không? Sau khi Ngài Thần Tú biên bài thơ tuyệt vời này thì dạy chúng ta cái phương pháp này là gạt ngoài. Ngài Thần Tú dạy rất là hay. Nếu quý vị làm theo phương pháp này anh cái gì không không thể là hiểu lầm được thì nhớ rằng là Ngài Thần Tú đã hiểu Phật pháp rất rõ ràng. Thế nên Ngài đã tới đó chưa? Ngài đã tới đó chưa? Kim Điền Ngài đã tới đó chưa? Ngồi suy nghĩ. Ta nói không suy nghĩ ngồi suy nghĩ. Tới chưa là chưa tới. Suy nghĩ được không trời thành thật rồi. Thấy chưa? Không biết. Ông Đăng Giang. Ngài Ngũ Tổ hỏi gì? Ngài Ngũ Tổ nói sao? Nói là cho thầy biết con học được cái gì. Ngài Thần Tú nói là con học được cái phương pháp này mà giác ngộ của thầy. Ngài Thần Tú trả lời là nói là con biết cái phương pháp mà tới đó. Nếu con chưa tới thành nghiêm đó là con còn thấy nghĩ nhiều. Thành là Thần Tú chưa giác ngộ. Thành là Thần Gian bằng cách là mô tả cái phương pháp giác ngộ thay vì diễn tả cái cảnh giới của giác ngộ. Thành là Thần Tú biên bài thơ lên cái từ mà không để không có biên lên xuống. Xong rồi ngài Ngũ Tổ đọc cái bài thơ biết ngay là cái này của Thần Tú biên ra, cái hỏi Thần Tú phải cái con biên ra, Thần Tú là thầy đại, cái của con à, xin thầy sư phụ chỉ giáo cho con, dù con chưa còn sơ sót của con thì phụ tổ nói cái bài này hay, cứ theo về tu thì chắc chắn giác ngộ. Ngài Ngũ Tổ dễ sợ, thường có chi đề khuyến khích tiếp tục tu thêm. Ngài Ngũ Tổ đọc cái bài thơ rồi mới phản ứng trả lời các cái lời bài thơ. Ngài Ngũ Tổ vô học là nhờ cái đứa không biết đâu biên cái bài thơ của Ngài Tổ. Ngài Ngũ Tổ trả lời Bồ Đề vốn và vốn vô thọ minh kính diệt phi đạo vẫn lai vô nhất vật hà sứ nhược trần ái. Thầy Ngài nói khi mà quý vị tới được cái giác ngộ á thì quý vị thấy là cái giác ngộ đó nó có cái cũng phải cái cây, quý vị cũng thấy được cái khô hài trong cái trả lời kia nữa. Nếu quý vị thấy được cái giác ngộ thì nó không có cái cây đâu, không có cái rồi tới đó cũng không phải là một cái kính sáng lời. Thật ra không có một cái gì hết,
lúc đó nó cũng không còn bụi nữa. Thì sau đó bụi làm cái gì? Hung tợn. Ngài được tổ, ngài biết trả lời, ngài nói là tôi biết cái cảnh giới của khi mình muốn đề cái gì. Ngài trả lời một cách như vậy, lời câu hỏi một cách là diễn tả cái cảnh giới của khi cái bồ đề. Ok, ai đang mang hiện tượng? Ngài thì bắt đầu giảng thêm là cái tìm hộ là ngủ hộ. Cái đó là giảm cái kinh nghiệm, cái sự khác biệt giữa tìm hộ với ngủ hộ. Tìm hộ có nghĩa là cái gì? Phải đi từng bước để mà tới cái giác ngộ. Cái đốn ngộ là cái gì? Có thể nhảy bước để mà tới. Cái gì cũng cần phải đi qua, qua từng từng cái giác ngộ. Có nghĩa là sao? Cái gì có thể nhảy qua cò? Chúng quý thì cần phải lao công. Cái gì không thể nào có đúng cổ mà không có tiền cổ. Nói cách khác, cái gì không thể nào có đúng cổ nếu đã không có tiền cổ. Nói cách khác là cái gì phải cần đã từng tìm mộ rồi mới có thể đúng. Cái gì phải nhập lao công, phải tu tiếp tục tu cho tới khi mà giác ngộ rồi, khi mà một sau khi mà giác ngộ rồi trong tương lai có thể đúng ngộ. Nói cách khác, nói về cái giác ngộ tức là thành Phật. Nói cách khác, mình không thể nào đi đường khác được. Cái gì phải xếp bằng, cái gì phải thiền, cái gì phải lại Phật, cái gì phải tụng kinh. Cái gì không tụng kinh, không lại Phật, không ngồi thiền, không tụng chú, không đi chùa, không bao giờ giác ngộ được đấy. Phải tốt. Ok. Không thể nào thế cái tu hành được, không có gì thế tu hành được. Không phải có khó khăn, không phải dễ. Cái gì? Nên cái gì nói, nếu cái con người nói, hứa cái gì là chỉ cần có thể giác ngộ, không cần làm gì hết. Cái gì phải bắt đầu suy nghĩ lại. Cái gì phải đầu tư mà. Cái gì không muốn đầu tư, không sẵn sàng đầu tư, là không bao giờ giác ngộ. Cái gì biết, không biết, cái đoạn kết quả chỉ suy nghĩ thành công trong tương lai là tính kế hoạch trước là 5 năm trời, 3 năm trời. Phải nói, thầy nói là cái ông này không phải là, có người nói là, có người nó nổi tiếng, tác giả nổi tiếng nói là chán đời xong ngày kia bỗng nhiên thức dậy, cái bỗng nhiên bị tư tưởng nó vơi hết, không còn vậy. Không diễn tả cái đó nổi tiếng thì sợ, thầy hỏi ông nói ông giác ngộ chưa, thì không ai nói ông từ thú nhận giác ngộ. Thầy nói, thầy trả lời cái gì theo cái thị ký của thầy thì ông này chưa giác ngộ. Tại sao như vậy? Bỏ miếng đồng hồ 20 phút nhạc khi thì được cái giác ngộ. Xong có người đeo nói cái người này giác ngộ chưa, rồi hỏi mới giác ngộ xong mà không biết ông này giác ngộ chưa. Cái gì thấy không, cái ông này làm sao ông giác ngộ được? Ông đi trơ đúng là tôi không có tư tưởng nào. Cái câu nói tôi không có tư tưởng là một cái tư tưởng. Sao mà giác ngộ được? Hả? Đồng ý không? Có tư tưởng sao mà giác ngộ được? Ông bậy. Giảng tiếng ngộ, tiếng rồi ngộ ai hiểu vậy? Thầy sẽ lên núi ở cái gì đó. Cái gì mà không có tinh tấn nữa thầy sẽ bỏ cuộc. Khi cái việc tới mà cái cảnh giới giác ngộ này, cái gì đâu có diễn tả một cái cảnh giác ngộ, cái cảnh giới giác ngộ mình làm cái gì? Cái bài thơ tuyệt vời không? Ngài Thượng Tổ tuyệt vời không? Ngài có nói tôi tới đó chưa? Không có gì về Ngài Thượng Tổ đấy. Ngài đâu có nói về cái cảnh giới của Ngài đâu. Không có gì ở chỗ này mà Ngài nói là tôi đã đến rồi, đó là tôi biết cái cảnh giới đó như vậy. Ngài Thượng Tổ nói, Ngài Thần Tú là ông dốt,
ông biết ông nói về cái chuyện gì đó. Cái câu, cái bài thơ này chị nói, cái bài thơ nó hay dễ sợ, tuyệt vời. Nếu mà quý vị tới đó rồi, quý vị không thể nào biên bài thơ như mà ông Thành Tú biên bài thơ như vậy được. Thì cái kiêu hệ của những cái thiền sư thì đi tập của cái người giác ngộ rồi, không bao giờ tìm cách làm tiền cái giác ngộ gì. Tu Bồ Đề ý ông là sao? Nếu có người lấy hết thảy bảy bảo của tam thiên đại thiên thế giới dùm vô thì cứ đức người này có nhiều chăng? Phần Đức Phật giảng cái ngài Tu Bồ Đề về so sánh về cái phước, về cái phước đức. Câu hỏi ở trong kinh này, trên Kim Cang này, trên dạy về không trụ và cái tướng, không chấp tướng. Tại sao là cứ có cái sự so sánh về cái phước đức thường xuyên như vậy? Câu trả lời cái câu hỏi đó là kinh này là không thể nào ngoài cái tầm quan trọng của Phật dạy là phải cần biết trồng phước với đức cùng lúc. Lý do cái gì là để nhấn mạnh rằng đó, cái phước nó rất quan trọng, vì vậy phải cần sinh khởi cái tâm đại bi. Thì mà nếu như không có đủ trí huệ thì không thể nào tu được cái Bồ Đề đạo. Là cái trí huệ, nói là cái trí huệ của trong cái bài câu thơ của cái bài kinh này nó còn cao hơn một chút. Cái phương diện cuối cùng là cái phước mà nó vô duyên, nó lớn lao hơn phước hữu duyên. Thì nghe hiểu không? Thì giảng đại cái là người thì đi nó tin là có rất nhiều phần thường xuyên mà Đức Phật nêu ra cái sự so sánh giữa cái phước với đức, có những cái quan niệm cái nghiệp tạo ra để cho quý vị thấy cái sự khác biệt khi mà tạo phước. Quý vị biết rõ thì sẽ chọn được, chọn đúng. Điều cuối cùng để quý vị, mục tiêu cuối cùng quý vị tối thượng, quý vị là muốn vào cái trạng thái mà không chấp tướng, quý vị muốn tới cái trạng thái đó thì cần phải tạo rất nhiều phước. Cái người mà không chấp tướng là cái người cực kỳ có nhiều phước báu. Là muốn tới đó phải tạo phước, muốn tới đó được. Cái phước là gì? Phước là cái kết quả của cái chuyện làm thiện. Tất cả những cái nghiệp mà thiện quý vị tạo ra nó đều tạo phước. Nhắc lại cái gì một lần nữa, chứ mình phải làm thiện. Mới tạo phước. Cái trình độ trí huệ cái gì đó? Nói cách khác, cái trình độ trí huệ cái trình độ trí huệ cái gì đó? Nó phản ảnh cái khuynh hướng của người tạo. Nói cách khác, cái người có trí huệ đáng luôn luôn tạo phước. Người đó không bao giờ nói ngày hôm nay tôi đã tạo đủ phước. Người này nói, người có trí huệ bay vào cùng nói, tôi muốn, tôi cần phải tạo thêm phước. Cái người có trí huệ không bao giờ thỏa mãn với cái phước báo mà đã tạo, thỏa mãn. Còn cái người mà muốn xỉ, muốn bằng tiền mới nói là ngày tôi tạo một phước,
thành ra cái người mà quán trị huệ không bao giờ nói rằng ngày hay cùng ngày tôi đã tạo đủ phước rồi cho chùa rồi, hy sinh 3 ngày cuộc đời tôi rồi, hy sinh đủ giờ rồi, làm đủ giờ tuần này rồi. No, those people have no wisdom whatsoever. Tâm khám những người có phước. Cái người có phước không sợ tạo đủ phước. Là không ai hỏi, tôi phải hỏi gì quý vị. Vừa tu phước vô hình là sao? Khi mà nó đau, rất là đau, thì trả lời đủ. Cái đó là phước hay là huệ? Huệ đâu? Trả lời cái gì? Cái nào cái phước của thầy là cái chứng mà nó đau là phước. Thầy hỏi huệ cái gì? Có người trả lời nói là huệ tức là chứng nó hoàn toàn không đau. Thầy nói đúng, chứng hoàn toàn không đau là cái huệ. Thế cái huệ đó là huệ của Phật, không đau có lúc tới. Thì từ đây mà tới đó, cái huệ là cái gì? Cái huệ là cái hiểu biết, khả năng để sử dụng cái hiểu biết. À, mình biết cái mình làm, mình có huệ, mình có huệ đó là tôi sẽ không làm cái gì. Chứ không sao. Cái huệ không thể nào bán được, tại vì quý vị có huệ là thầy của quý vị, là thầy của ai. Cái huệ là thầy của quý vị. Thầy nói, thầy mô tả huệ là thầy có huệ là thầy không có xả chân ra, là có huệ của thầy. Chỉ khi nào quý vị mà cái lúc đó mà không xả ra, lúc đó quý vị thì thực sự có thể thành bán được. Cái huệ là thầy của quý vị, không thể nào thương mại được. Ồ, cái huệ nó tuyệt vời đó. Cái huệ nó lộ ra cái sự lựa chọn của hành động quý vị. Quý vị chọn đúng. Thay vì mình thắng, mình chọn để tiếp tục. Thay vì mình lợi, mình bố thí. Giác ngộ là cái sự vắng mặt của cái vô minh. Làm sao biết giác ngộ? Khi gì mà khi gì giác ngộ rồi, không còn cái tham, không còn cái sân, không còn cái si nữa. Cái giác ngộ là cái khả năng của thể xả. Khi gì nhìn thấy tất cả mọi sự việc vạn vật trong cái vũ trụ này, khi gì nó không có gì gì. Tại sao mình nhỏ nghe? Tại sao mình đau chứ mình sợ? Cuối cùng cái giác ngộ là cái khả năng có thể xả, không có cái gì mà không xả được, nó gọi là giác. Ví dụ tại sao quý vị chưa giác ngộ, tại sao quý vị chưa giác ngộ, cho quý vị biết một ví dụ tại sao quý vị chưa giác ngộ. Tại vì để cho quý vị một cái ví dụ rất là cụ thể, sợ vậy, quý vị còn sợ, quý vị sợ, còn sợ chuột, còn sợ nhện, còn sợ rắn. Kiếm ngựa, con sợ lắm. Đấy, cả ra sợ mấy người xấu. Cái gì sợ đau? Cái gì sợ đau? Mặt sắc là cái gì có thể nhận? Cái gì mà không chinh phục được cái sợ của mình, cái gì không thể nào nhận? Để trả lời, bỏ một cách rất là cẩn thận. Vì phương pháp cái gì dùng, cái gì sử dụng. Mỗi phương pháp có cái con đường khác nhau. Thành lực của cái gì tu đó. Thực ra cái phương pháp tu nó không quan trọng, nhưng quan trọng như cái tìm có được cái sự hướng dẫn mà đi tới đó. Tôi cần biết là nó là tiền công mật công hay là tịnh độ, nó quan trọng cho tới tịnh độ tông sao tới đó, bên thiền tông sao tới đó, thực nhập như thế. Ngài ngũ tổ đó bị ngài ngũ tổ nó bắt làm việc 8 tháng trời, ngồi giả trạo 8 tháng trời mỗi ngày. Tới tưởng ngon lành là gì? Bị sai làm việc nên tưởng. Đi vào chùa đấy, đừng tưởng tới chùa là nghĩ mình ngon lành là phải thầy đối đại thầy cái gì đặc biệt, cái gì được giác ngộ không có đâu. Tới chùa vào chùa là làm việc cái này. Bên thiền tông là cái gì phải thực nhập. Còn bên tịnh độ tông thì sao? Phải làm việc không? Tịnh độ tông cần. Cái đó là tịnh độ tông, tịnh độ với người người. Cái tịnh độ tông á, nói là tôi chủ trương tôi là muốn vãng sanh để tôi không cần khổ,
Nếu quý vị nghe rõ ràng, nghe chưa? Nếu quý vị mà sợ cực nhập thì chỉ phải chạy theo tình huống tâm, đừng theo thiền tâm. Thiền tâm phải khổ, thiền tâm phải trụ khổ, không có cách nào khác. Ok, thành cái tình độ tâm đặc biệt chỗ này là thứ nhất, quý vị sợ khổ và quý vị suốt đời là còn lại của quý vị và cứ né cái khổ. Okay. Cái tinh thần tinh độ tâm á, mình làm hết tất cả bất cứ cái gì, tất cả cái gì để mình tránh cực khổ. À, cái tinh thần tinh độ tâm á, là mình né cái khổ, mình tìm đủ cách để né khổ, mình cách qua tinh độ tâm và qua cái tên phương cực lạc để mà giác khổ, không thành Phật không cần khổ. Cái qua tinh độ tâm, qua cái cực lạc, quả thực là cái gì thành Phật mà không thân khổ, sắc tuyệt vời như vậy. Mình thấy lúc mà thầy giảng trên Phật Thích Ca Di Đà muốn giảng phần này sẽ sợ cái gì hiểu lầm. Để sau khi giảng xong rồi thì mới giảng thì cái gì biết cái tinh thần của tình độ tống là cái chán ghét của cái khổ. Thành cái gì dùng hết tất cả mọi cái phương tiện, cái khả năng mình để mà đắc được cái bản sắc. Thành lại hỏi cái gì, nếu cái gì được quan mình là người theo tình độ tống, mình tự hỏi đấy, mình đã làm hết tất cả cái gì để mình có thể được bản sắc chưa? Cái thiền tâm nó rõ ràng, thiền tâm đó là tôi ngay bây giờ này để tôi giác ngộ. Còn cái tình độ tâm á, nếu như vậy có nhiều người trả lời, nếu mà tôi chưa làm đủ hết tất cả cái khả năng của tôi, tận lực của tôi thì sẽ trả lời ngược lại nghe là cái gì hơi thiếu trí tuệ, không hiểu cái tầm quan trọng.